chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bốn trận đấu rất hấp dẫn, trận bán kết kinh công đại chiến giữa hai kiện tướng quốc gia Phí Mạnh Cường và Vũ Khánh Hoàng. Mời các bạn thưởng thức những chiếc cờ giành giật điểm số rất hấp dẫn. Biên bản gián 1.是
是。是。是。将军。是。持续。是。Chơi đến đây, tiểu phí đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gian 2. Xin nhận chỉ đạo.是。是。是。是。
吃 吃鸡 吃鸡 吃 吃 吃 吃 将军 再将 再将 将军
再枪。炮下。将军。再将。破事。吃。吃。将军。吃。吃。将军。Chơi đến đây không thể chống đỡ được nước pháo đầu xuất tướng, cho nên Tiểu Phí đã nhận thua 2-0 cho Vũ Thánh Hoàng. Mời các bạn xem tiếp gián 3. Đăng hậu pháo.吃鸡。吃鸡。
吃。 吃鸡。 吃鸡。 吃。 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 吃。
Mã 6 phối 4 bắt chết Trúc Đen. Chơi đến đây Vũ Khánh Hoàng đã nhận thua. Tỷ số rút ngắn xuống còn 1-2. Mời các bạn xem tiếp gián 4.是 是 是 是 是
吃 将军。 将军。 吃鸡。 破事。 吃。绝杀。 Xe 4 bình 6 tuyệt sát. Tỷ số được quân bình 2 đều. Các bạn vừa thưởng thức 4 ván cờ rất hấp dẫn của hai kiện tướng quốc gia. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.